hành vi điều khiển phương tiện giao thông hai bánh với tốc độ cao lạng lách đánh võng là những hình ảnh thường xuyên bắt gặp trên các tuyến đường hành vi này không chỉ tập trung ở lứa tuổi thanh niên mà hiện nay nhiều học sinh ở độ tuổi thiếu niên cũng bằng cách này thể hiện bản thân khi đi trên đường để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa răn đe giáo dục bên cạnh đó không thể thiếu vai trò của các bậc phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn cho con em mình và những người xung quanh tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.